Hello anh em Hải Tặc Lộng nha. Server này cực thích hợp cho anh em cày chay không có nhiều tiền như tôi ha. Đầu tiên mở bán full thời trang cho anh em tha hồ lựa chọn. Và server này có cả truy nã nữa ha. Chả có ai tìm truy nã hay sao mà tìm lâu vãi. Clan của server có full chức năng luôn ha, có đầy đủ nhiệm vụ băng, nâng cấp, trung sinh, biểu tượng băng, phó bản băng thì đang làm nhé. Do cái nhiệm vụ băng đang lỗi lên admin chuyển qua chỗ làm nhiệm vụ lạp vừa được ruby vừa được kinh nghiệm băng. Với những anh em dân cày một ngày có thể kiếm từ 50.000 đến 100.000 ruby. Mỗi một nhiệm vụ băng sẽ được thưởng từ 500 đến 1.000 ruby và giới hạn 100 nhiệm vụ một ngày. Quá ngon rồi nhỉ, dân cày kiếm được một đống ruby một ngày tha hồ mà nâng cấp đồ đập dương ác quỷ kiếm trái xét. Tại đây thì có phẫu thuật với nâng cấp team. Anh em có thể rủ thành viên trong cỏ lan đấm bót để kiếm đồ.